الآن عندنا هذا المسجد ولله الحمد. نعم في فيتنام. نعم. Và bây giờ chúng ta có một cách có một ngôi thánh đường ở ngay thủ đô, một ngôi thánh đường ở đất nước Việt Nam. هو المسجد الوحيد في هانوي في العاصمة في عاصمة فيتنام. نعم. Và chúng tự hào rằng đây là một ngôi thánh đường nằm ở thủ đô Hà Nội, thánh đường duy nhất ở thủ đô Hà Nội. من بنى؟ Và ai là người xây dựng nó? أجيبني أنت. بالعربي. بالعربي نعم. تجار. نعم. تجار. بناه من أحد التجار. بعض التجار جاء للتجارة وبنى هذا المسجد ولله الحمد. يعني لم يقصد إنه يأتي للدعوة. نعم. المسلم هو داعي إلى الله. شام أبا. نعم. Và ai là người xây dựng cái thánh đường này? Đó chính là một doanh nhân. Một doanh nhân làm ăn ở Việt Nam. Và sau đó ông ta đã xây dựng một thánh đường này. Đó chính là cái cách mà Islam hình thành, cái cách mà tôn giáo Islam được lan rộng. نعم. إذا لابد أن نجتهد في الدعوة إلى الله. Thế nên chúng ta hãy siêng năng trong việc tuyên truyền, trong việc kêu gọi con người đến với Islam. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا حتى ولو كان شيئا يسير. نعم. ونبي محمد صلى الله عليه وسلم có nói rằng đừng bao giờ khinh thường một cái điều gì đó mặc dù nó là đơn giản nhất. يعني لابد من فعل المعروف تفعل المعروف وأفضل شيء هو الدعوة إلى الله. Thì bắt buộc đối với một cá nhân Muslim chúng ta luôn luôn làm những điều tốt và tránh xa những điều xấu xa tội lỗi. Và tốt nhất trong cái điều đó đó chính là việc đạo tuyên truyền con người đến với tôn giáo Islam. يعني هذا المسجد بني قبل تقريبا 120 سنة صحيح؟ نعم. نعم. Và chúng ta biết rằng ngôi thánh đường này được xây dựng cách đây 120 năm. إذا 120 سنة أجور لهذا الرجل الذي بنى. كل من يصلي كل من يدخل في الإسلام كل من يعلم هذا الدرس الآن الأجور تلحق لهذا الذي بنى قبل 120 سنة. نعم. Và 120 năm đó chính là những cái ân phước, những cái bổng lộc mà người đã xây dựng nên ngôi thánh đường này nhận được. Kể cả những việc chúng ta có những bài học ngày hôm nay thì cái người mà xây dựng ngôi thánh đường đó vẫn nhận được ân phước từ điều đó. Nào.